Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dân số Nhật Bản là 127 triệu người, nhưng tội phạm đường phố gần như không có. Tỷ lệ giết người thấp hơn cả ở những đất nước nhỏ bé như Monaco và Palau, và việc sử dụng ma túy thấp nhất so với các nước công nghiệp khác. Tuy nhiên, tỷ lệ tội phạm đường phố thấp không có nghĩa là mọi công dân, đặc biệt là trẻ em, được an toàn. Trái lại, từ năm 2013 tới nay, các tội ác nhắm vào trẻ em dưới 13 tuổi lại có xu hướng gia tăng, trước thái độ dường như khá thờ ơ của dư luận Nhật Bản. Có lẽ chỉ tới khi sự việc đau lòng xảy ra với bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, quốc tịch Việt Nam ở tỉnh Chiba, thì người dân Nhật Bản mới giật mình bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cũng như tình trạng phức tạp của nạn ấu dâm. Trên các con phố của Tokyo, không khó để tìm thấy một cửa hàng bán truyện tranh hay còn gọi là manga như thế này. Về mặt kinh tế, manga là ngành công nghiệp giúp tạo ra 3,6 tỷ USD doanh số hàng năm cho Nhật Bản. Tuy nhiên, bên cạnh những bộ truyện tranh dành cho thiếu nhi với nét vẽ hồn nhiên trong sáng, cũng có những bộ truyện mà nội dung và hình vẽ chỉ phù hợp với người lớn. Tại thị trường truyện tranh thiếu nhi, chúng tôi chấp nhận mọi thứ. Chúng tôi ủng hộ mọi hình thức thể hiện. Đây là sự tự do khuyến khích độc giả quan tâm trở lại với thị trường này. Đáng nói, nhiều người Nhật lại coi tranh ảnh hay tạp chí có nội dung nhạy cảm là một phần của xã hội và làm ngơ trước những nội dung khiêu dâm cực đoan và khiến vấn đề tình dục của giới trẻ trở nên lệch lạc. Hiển nhiên, đây là một ngành công nghiệp sinh lời. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại, nó lại đang trở thành một xu hướng và có vẻ như được xã hội chấp nhận. Các nhà phê bình cho rằng những hình ảnh không phù hợp với độ tuổi trong các tác phẩm truyện tranh manga hay phim hoạt hình anime đã tác động tới hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em ở Nhật Bản cũng đã đề xuất chính phủ điều chỉnh luật cấm cả truyện tranh ấu dâm hoặc video hoạt hình ấu dâm. Tại Nhật Bản, người ta vẫn chưa có định nghĩa cụ thể đâu là một sản phẩm bị coi là khiêu dâm trẻ em. Cho dù mức độ hở hang của nhân vật nhỏ tuổi nhiều hay ít, thì chỉ cần phần nhạy cảm được che đậy là tác phẩm đó không bị liệt vào danh sách khiêu dâm trẻ em. Nhật Bản quy định việc sản xuất và phân phối sách báo khiêu dâm trẻ em là hành vi phạm tội, nhưng sở hữu những thứ này lại không phải là tội ác. Nhật Bản là quốc gia duy nhất trong khối G7 cho phép phát hành những ấn phẩm có nội dung tình dục trẻ em trước trưởng thành, miễn là không được đăng tải công khai lên mạng Internet. Tuy vậy, nhiều bộ truyện và hoạt hình về đề tài này vẫn được người dùng mạng chia sẻ đi khắp thế giới. Cho tới nay, mối liên hệ giữa truyện tranh khiêu dâm trẻ em và nạn ấu dâm gia tăng ở Nhật Bản vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, thật trùng hợp là trong phần lớn các vụ án ấu dâm, điểm chung ở những kẻ gây ra tội ác với trẻ em đều là chúng đều tàng trữ rất nhiều video, tạp chí có nội dung khiêu dâm được mua tại các cửa hàng tiện ích hay các ga tàu. Và ngày nay, với những chiếc điện thoại thông minh được kết nối Internet, việc đọc những văn hóa phẩm này càng trở nên dễ dàng hơn. Dư luận Nhật Bản nhiều lần sốc trước các vụ bắt cóc trẻ em gái, xâm hại tình dục và giết chết nạn nhân. Ngày 11 tháng 9 năm 2014, Ikuta Mirei, học sinh lớp 1 ở thành phố Kobe, mất tích. Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện phần thi thể của em trong một túi lớn trong rừng, cách nhà cô bé chỉ 150 mét. Kết quả kiểm tra ADN sau đó xác nhận đó là thi thể của bé gái 6 tuổi này. Ngày 24 tháng 9 năm 2014, cảnh sát bắt giữ Yasushiro Kimino, 47 tuổi, vì liên quan tới vụ bắt cóc và sát hại bé Mirei. Trong quá trình khám xét phòng ngủ tên này, cảnh sát thu giữ một video và một tạp chí với nhiều hình ảnh khiêu dâm trẻ em cùng nhiều đồ lót trẻ em gái. Đây là một bằng chứng cho thấy Kobayashi chính là một kẻ ấu dâm. Đáng nói, số lượng tội phạm tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em đang ngày càng tăng ở quốc gia này. Cụ thể, năm 2013, cảnh sát Nhật Bản phát hiện 1.644 vụ, tăng 10 lần so với một thập niên trước đó. Trước những con số đáng báo động này, ngay cả Liên Hợp Quốc cũng đề nghị Nhật Bản cấm truyện tranh có hình ảnh khiêu dâm trẻ em như trên. Theo Liên Hợp Quốc, những tác phẩm truyện tranh khiêu dâm của Nhật tạo dựng hình tượng nhân vật là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Điều này truyền thông điệp không đúng đắn về giới tính và mang tính chất xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, các họa sĩ truyện tranh, các nhà xuất bản và các nhà làm phim hoạt hình ở Nhật Bản lại phản đối gay gắt đề xuất này. Họ cho rằng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy sự liên quan giữa hai vấn đề này với nhau. Tại Nhật Bản, người ta còn có cụm từ Rorikon để chỉ sự chú ý của những kẻ ấu dâm đối với các bé gái. Ngoài ra, sự tồn tại của Chikan, tức là kẻ biến thái, cũng là một vấn đề lớn trong xã hội nước này, mà bằng chứng là sự ra đời của những toa xe điện chỉ dành cho phụ nữ ở các thành phố lớn.
và cho tới kết thúc bi thảm của một sinh mạng non nớt vừa gây chấn động dư luận Nhật Bản, công chúng nước này mới giật mình hoài nghi liệu xã hội đã làm đủ để bảo vệ trẻ em và chống lại tội ác nhằm vào các em hay chưa? Và luật pháp Nhật Bản trừng trị những kẻ tội phạm ấu dâm như thế nào? Tháng 6 năm 2014, Nhật Bản ban hành lệnh cấm tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em, đưa ra án tù 1 năm giam giữ và phạt tiền lên đến 10.000 đô la Mỹ đối với các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, điều luật này không áp dụng với truyện tranh ấu dâm hoặc video hoạt hình ấu dâm. Từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016, đã có 37 trường hợp sở hữu loại văn hóa phẩm này được báo cáo lên các công tố viên Nhật Bản. Luật pháp Nhật Bản quy định, khi phát hiện hình ảnh lạm dụng trẻ em, họ cần xác minh danh tính của đứa trẻ, xác nhận đó là trẻ vị thành niên. Và để việc điều tra được tiến hành, trước hết nạn nhân cần phải đưa ra cáo buộc. Việc bắt giữ chỉ được thực hiện khi các bằng chứng chống lại nghi phạm được đảm bảo. Vì vậy, việc truy tố tội phạm ấu dâm sẽ khó hơn nhiều so với ở các quốc gia phương Tây. Về hình phạt, Bộ Luật Hình sự Nhật Bản quy định kẻ hiếp dâm trẻ em nữ dưới 13 tuổi bị phạt tù kèm lao động với thời hạn không ít hơn 3 năm. Kẻ có hành vi hãm hiếp gây chết người bị phạt tù chung thân kèm lao động hoặc án tù không ít hơn 5 năm. Ngoài ra, kẻ bắt cóc vị thành niên sẽ bị phạt án tù ít nhất 3 tháng nhưng không quá 7 năm. Trong khi đó, tội giết người sẽ bị trừng phạt bằng một trong ba phương án, án tử hình, án chung thân kèm lao động hoặc án tù thời hạn không dưới 5 năm. Có thể thấy rằng các quy định pháp luật của Nhật Bản đối với tội phạm ấu dâm hiện vẫn còn quá nhiều lỗ hổng. Và đó là lý do khiến cho tội phạm ấu dâm vẫn có cơ hội nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng biến tướng và sự bức xúc của dư luận thì chắc chắn các nhà lập pháp của nước này không thể ngồi yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 17 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố phe đồng ý sửa đổi hiến pháp đã giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý nhằm gia tăng quyền lực cho Tổng thống với 51,5% số phiếu ủng hộ, nhiều hơn phe phản đối 1,3 triệu phiếu. Kết quả này sẽ tạo điều kiện cho ông Erdogan tại nhiệm ít nhất đến năm 2029 với nhiều quyền lực hơn hiện tại. Giới phân tích đánh giá, việc người dân bỏ phiếu đồng ý với sửa đổi hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý lần này không chỉ thay đổi mạnh mẽ nền chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn có thể tạo nên những bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Ankara trong thời gian tới đây. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin tỷ lệ cử tri ủng hộ sửa đổi hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân Ý đạt 51,3% sau khi 99% số phiếu được kiểm, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 86%. Với việc sửa đổi hiến pháp chuyển sang chế độ tổng thống nắm quyền, Tổng thống Erdogan sẽ có những quyền hạn mở rộng hơn rất nhiều so với hiện nay tại một quốc gia mà lâu nay chức vụ tổng thống chỉ mang tính nghi thức và hơn nữa, ông còn có thể tiếp tục tại vị đến năm 2029. Phát biểu trước những người ủng hộ mình tại Istanbul, ông Erdogan nhấn mạnh đây sẽ là một mốc lịch sử quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định về một sự thay đổi quan trọng như vậy bằng ý chí của Quốc hội và nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử của nước Cộng hòa, chúng ta sẽ thay đổi hệ thống cầm quyền của mình thông qua nền chính trị dân sự. Đó là lý do tại sao điều này hết sức quan trọng. Tôi mong đợi những điều tốt đẹp nhất với kết quả cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp này. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tới các hòm phiếu với sự cân nhắc kỹ lưỡng và bày tỏ quan điểm của mình về việc sửa đổi hiến pháp đã được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận. Ngay sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân về việc thay đổi hiến pháp, Tổng thống Erdogan cũng cho biết ông đang xem xét việc tổ chức một cuộc trưng cầu khác về việc khôi phục lại án tử hình tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan tuyên bố ông sẽ ký ban hành nếu Quốc hội trình lên một dự luật với nội dung trên. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể đạt được đồng thuận do phe đối lập phản đối, ông sẽ cân nhắc khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân khác. Như vậy là cuối cùng, giống như tuyên bố trước đó, Tổng thống Tayyip Erdogan đã trở thành người chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý gay cấn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ với kết quả khá xít sao. Trong khi những người ủng hộ ông Erdogan tràn xuống đường phố ăn mừng chiến thắng, các đảng phái đối lập nhanh chóng tuyên bố sẽ phản đối và đòi xét lại kết quả cuộc bỏ phiếu trong bối cảnh có nhiều cáo buộc gian lận. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thành phố lớn của nước này. Cuộc cải cách này dự kiến đưa Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang một chế độ mà Tổng thống nắm rất nhiều quyền lực, hay nói cách khác là sẽ biến ông Erdogan thành một siêu tổng thống cả về quyền lực và thời gian tại vị. Quốc hội hầu như sẽ bị gạt sang bên lề, thủ tướng và nội các sẽ bị bãi bỏ.
Tổng thống sẽ có thêm các quyền mới như bổ nhiệm hay cách chức các bộ trưởng, bổ nhiệm các phó tổng thống. Tổng thống cũng sẽ có quyền giải tán quốc hội, có thẩm quyền cao hơn để bổ nhiệm các thẩm phán tòa thượng thẩm, bao gồm cả tòa án bảo hiến và ban bố tình trạng khẩn cấp hay điều hành đất nước bằng các sắc lệnh trong một số trường hợp. Tổng thống sẽ lập ra ngân sách, những sửa đổi hiến pháp cũng bao gồm việc chấm dứt vai trò trung lập chính thức của Tổng thống, cho phép ông lãnh đạo một chính đảng. Đây là một sự thay đổi triệt để đối với hệ thống chính trị hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ và nó khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ cuộc trưng cầu dân ý chưa đủ để trao thêm quyền lực cho Tổng thống. Tỷ lệ phiếu rất xích sao, cho thấy rằng một nửa người dân đất nước này không chấp nhận cuộc trưng cầu dân ý. Những người chỉ trích cho rằng cải cách hiến pháp này sẽ dẫn đến một chế độ độc tài được dân bầu. Các nhà lập hiến phản đối cuộc cải cách hiến pháp này lên án chủ trương tập trung quyền lực vào tay Tổng thống mà không thông qua các cuộc thảo luận thực sự công khai. Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng trở thành một trong những chế độ tổng thống tập trung nhiều quyền lực nhất trên thế giới mà không có các cơ chế đối trọng quyền lực thực thụ để cân bằng lại các đặc quyền mới của nguyên thủ quốc gia. Một quyết định sai, một quyết định không hợp pháp sẽ khiến cuộc trưng cầu ý dân này trở nên gây tranh cãi. Chúng tôi sẽ kiên quyết làm sáng tỏ những thắc mắc này. Sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý, người dân tại ít nhất 4 quận nội thành thành phố Istanbul đã đổ ra đường phản đối. Các hình ảnh đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy nhiều người phản đối đã tập trung tại khu vực trung tâm thành phố. Đụng độ cũng đã nổ ra giữa những người ủng hộ thuộc hai phe. Phản ứng của nhiều nước và tổ chức châu Âu sau tuyên bố về chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là khá thận trọng. Trước đó, một số nước châu Âu đã không cho phép các bộ trưởng trong chính quyền của Tổng thống Erdogan tổ chức các cuộc meeting ở nước họ nhằm vận động cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý nhằm mở rộng quyền lực cho Tổng thống. Về phía mình thì Ankara cũng đã tuyên bố có thể xem xét lại thỏa thuận về người di cư với EU sau khi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân. Có thể thấy cuộc trưng cầu đã chia rẽ quốc gia. Cả những người ủng hộ lẫn những người phản đối đều tranh cãi rằng tương lai của đất nước đang đứng trước nhiều nguy cơ. Serkan Timurtas, nhà quan sát chính trị của báo Hurriyet Daily News đã mô tả chiến thắng của ông Erdogan là một chiến thắng phải trả giá đắt về mặt chính trị. Thực tế là kết quả xích sao cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang là một quốc gia bị chia rẽ. Đây là một trong những cuộc trưng cầu ý dân quan trọng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ về tương lai của đất nước. Tuy nhiên, kết quả này cho thấy chưa có sự rõ ràng về các quyết định quan trọng. Cũng có ý kiến cho rằng chiến dịch trưng cầu dân ý đã gây ra chia rẽ lớn và thiên vị một bên khi phe thuận áp đảo trên sóng truyền hình và thông tin. Những người theo phe phản đối cáo buộc đã có sự hăm dọa, đánh đập và bắt giam. Vậy là chúng tôi phải nói lời vĩnh biệt với nền dân chủ. Tiêu đề của nhiều tờ báo còn khiến chúng tôi giận dữ hơn. Tôi tin rằng những người bỏ phiếu đã bị mua chuộc hoặc gian lận. Với các đối tác phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là Liên minh châu Âu, kết quả cuộc trưng cầu ý dân ngày 16 tháng 4 mang đến lo ngại về việc quan hệ hai bên sẽ càng thêm xấu đi. Điều này xuất phát từ tuyên bố công khai trong thời gian qua của ông Erdogan rằng nếu cuộc trưng cầu ý dân cải cách hiến pháp thành công, ông sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu khác để chấm dứt việc xin gia nhập Liên minh châu Âu với lý do châu Âu cố tình ngăn cản tiến trình này. Với châu Âu, hình ảnh một đất nước Thổ Nhĩ Kỳ dưới quyền lãnh đạo của ông Erdogan khác biệt rất lớn so với các giá trị của châu Âu. Bên cạnh đó, bản thân ông Erdogan cũng ngày càng thể hiện thái độ chống đối EU trên nhiều phương diện, từ văn hóa đến chính trị, sự khác biệt đang ngày càng lớn. Tình hình hiện nay ở Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt Liên minh châu Âu vào thế lưỡng nan. Một mặt, châu Âu phản đối mạnh mẽ các diễn biến gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc chính quyền của ông Erdogan xâm phạm các giá trị về nhà nước pháp quyền. Mặt khác, châu Âu lại không thể làm đổ vỡ quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, bởi nước này không chỉ là đối tác quan trọng nhất của Liên minh châu Âu trong việc giải quyết khủng hoảng người tị nạn, mà còn là thành viên lớn của khối quân sự NATO và giữ vai trò địa chính trị đặc biệt quan trọng tại cửa ngõ châu Âu. Rõ ràng đối với Tổng thống Erdogan, thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý này là con dao hai lưỡi với cơ hội và thách thức đan xen. Trước mắt thì ông Erdogan sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ hóa giải các thách thức, mà nếu không khôn khéo, chính quyền Ankara khó tránh được các hậu quả khôn lường, có thể đẩy đất nước rơi vào thời kỳ hỗn loạn mới. Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.